A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A à, về danh Cô chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với trường học tập của Việt Giách. Hôm nay cô rất vui khi cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài 36 nhân với 10, 100, 1000. Các con thân mến, qua bài học này, cô cùng các con sẽ cùng nhau thực hiện phép các phép tính nhân với 10, 100 một nghìn những cách đơn giản nhất và qua đó chúng ta sẽ vận dụng và làm một số các bài toán cho thực tế các con nhé. Các con chú ý, trước khi vào bài, cô và con sẽ cùng nhau đi mua sắm cùng hai bạn nhỏ. À, hai bạn định đi mua dụng cụ học tập, đúng nào? Có rất nhiều dụng cụ học tập ở đây, bút chì, bút, tải, nhãn vở và những đồ dùng học tập khác. Và bạn nữ nói rằng, mua 10 chiếc bút chì thì hết 50.000 đồng. À các con thấy này, mệnh giá của chiếc bút chì là 5.000 đồng một chiếc. Và bạn nữ nói rằng mua 10 chiếc bút chì thì hết 50.000 đồng. Đúng nào? À đây chính là dạng toán. Rút về đơn vị mà các con đã học ở những đô trước. Một chiếc bút chì thì có giá là 5.000 đồng. Vậy mua 10 chiếc bút Chúng ta sẽ lấy 5.000 nhân với 10 5.000 nhân 10 sẽ bằng 50.000 đồng À vậy thì còn cách tính nào khác Mà chúng ta sẽ ra được kết quả một cách nhanh Và chính xác hơn không Khi chúng ta nhân với 10 100 hay 1.000 Cùng các con chúng ta sẽ cùng nhau thao tác như sau Chúng ta có ví dụ A Chúng ta có phép tính 47 x 10 À, chúng ta đã học rồi, tính chất giao hoán của phép nhân. Đúng nào, vậy thì 47 x 10 vẫn sẽ bằng 10 x 47. Hay các con sẽ nhẩm 10 thì bằng một chục 47 chúng ta giữ nguyên. Vậy một chục x 47 sẽ bằng 47 chục. Mà 47 chục thì sẽ bằng là 470. À vậy chúng ta sẽ có kết luận. Vậy 47 nhân với 10 sẽ bằng 470. À, các con sẽ cùng cô đến với ví dụ B. Chúng ta sẽ có là 47 nhân với 100. 47 nhân 100 thì cũng bằng 100 nhân 47. Cô sẽ có 100 nhân với 47 sẽ bằng 4700. Đúng nào? 4700 sẽ có kết quả bằng 4700. À, vậy 47 x 100 sẽ bằng 4700. Vậy các con có nhận xét gì về hai phép tính 47 x 10 và phép tính 47 x 1000 x 100 không? À, đầu tiên chúng ta xét phép tính 47 x 10 bằng 470 dường như là chúng ta đã thêm một chữ số 0 vào đằng sau số 47. Chúng ta có phép tính tiếp theo 47 x 100 Chúng ta được kết quả là 4700 Chúng ta thêm hai chữ số 0 vào đằng sau số tự nhiên đó À vậy thì chúng ta sẽ có kết luận như sau các con chú ý Khi nhân một số với 10, 100, 1000 Các con chỉ việc thêm 1, 2, 3 chữ số 0 tương ứng vào bên phải số đó Khi cô nhân với 10, thì cô thấy là 10 có một chữ số 0. Vậy cô sẽ thêm một chữ số 0 vào đằng bên phải số tự nhiên đó. Khi cô nhân với 100, cô thấy 100 có hai chữ số 0. Vậy cô sẽ thêm hai chữ số 0 vào bên phải số tự nhiên đó. À, vừa rồi chúng ta đã cùng cô thực hiện phép tính nhân nhân một số với 10, 100, 1000 vân vân. Vậy bây giờ, các con cùng cô chúng ta sẽ áp dụng và làm một số bài toán trong sách giáo khoa các con nhé. Các con đến với yêu cầu bài 1. Bài 1 yêu cầu chúng ta sẽ tính nhẩm. À, vậy là những phép tính nhẩm ở đây, phép tính nhân ở đây, các con sẽ không cần phải đặt tính rồi tính, đúng nào, mà chúng ta sẽ thực hiện quy tắc mà cô vừa mới nêu. Cô sẽ làm mẫu. Ý đầu tiên, 5 x 10. À, cô thấy rằng số 10 có một chữ số 0. Vậy cô sẽ thêm một chữ số 0 vào đằng sau số 5. Vậy cô sẽ được là 50. Tiếp theo chúng ta sẽ có 5 x 100 bằng 500. 5 x 1000 sẽ bằng 5000. Rất đơn giản phải không nào các con? Vậy thì bây giờ những yêu cầu còn lại các con sẽ hoàn thành giúp cô vào trong vở các con nhé. Sau khi hoàn thành xong, các con sẽ quay trở lại và kiểm tra đáp án của mình. Cô tin rằng các bạn nhỏ của Việt Jack đã có kết quả làm rất nhanh và chính xác. Và sau đây là kết quả của cô. 32 x 10 bằng 320. 32 x 100 sẽ bằng 3200. 32 x 1000 bằng 32000. Tiếp theo,

56.000 và 105 nhân với 1.000 sẽ bằng 105.000. Vậy các con lưu ý với những phép tính nhân với 10, 100, 1.000, các con lưu ý sẽ đặt vào tương ứng và bên phải số tự nhiên đó tương ứng 1, 2 hay 3 chữ số 0 các con nhé. Các con sẽ cùng cô vận dụng để làm bài tập số 2 vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhầm theo mẫu. Cô có mẫu như sau, 3 x 40, cô sẽ tách ra bằng 3 x 4 x 10. Mục đích như vậy để cô sẽ tạo ra được một số tròn trục, tròn trăm hay tròn nghìn, 10, 100 hay 1000 để cô nhân được một cách dễ dàng nhất. Sau khi cô tách 40 bằng 4 x 10, cô sẽ lấy 3 x 4 bằng 12, rồi cô nhân tiếp với 10, và cô được kết quả là 120. Vậy bây giờ các con sẽ áp dụng và làm cho cô bài tập số 2 các con nhé. Cô sẽ làm mẫu cho các con ví dụ đầu tiên là 3 x 50. À các con chú ý, 3 x 50 cô sẽ tách số 50 này ra vì nó là số tròn trục. Cô sẽ tách 50 sẽ bằng 5 x với 10. Và cô đã tạo ra số 10 rồi. Sau đó cô sẽ lấy 3 Nhân 5 rồi nhân với 10 3 x 5 bằng 15 15 x 10 bằng 150 Rất đơn giản đúng không nào? Vậy các con chỉ cần tách những số tròn trục Tròn trăm, tròn nghìn Để tạo ra số 10, 100 hay 1000 đúng không nào? Những cái còn lại Các con sẽ hoàn thành ra vở Trong thời gian là 10 phút các con nhé Sau 10 phút Các con sẽ quay trở lại Và kiểm tra đáp án của mình Cô khen tất cả các con. Tiếp theo chúng ta có phép tính 3 x 200. Cô tách 200 sẽ bằng 2 x 100. 3 x 2 được 6. 6 x 100 bằng 600. 2 x 4000. À các con cho cô biết chúng ta sẽ làm như thế nào? À rất chính xác. Chúng ta sẽ tách 4000 bằng 1 bằng 4 x 1000 chúng ta sẽ có 2 x 4 x 1 000 2 x 4 bằng 8 8 x 1 000 bằng 8 000 Tiếp theo là phép tính 2 x 80 Tương nhiên như vậy, các con sẽ tách như sau 2 x 8 x 10 2 x 8 bằng 16 16 x 10 bằng 160 4 x 300

bằng 12.000 đúng không nào? Bài tập số 3, các con sẽ vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhầm. À vậy bài toán này các con sẽ làm tương tự. Đầu tiên, các con sẽ có 20 nhân 7. 20 nhân 70, chúng ta có thể tách là 20 nhân 7 nhân 10. Và kết quả sẽ bằng 20 nhân 7 thì bằng 140 140 x 10 bằng 1400. Các con chú ý, chúng ta hoàn toàn có thể tách số 20 bằng 2 nhân 10 và nhân với 70. Đúng không nào? Chúng ta sẽ có 2 x 70 thì bằng 140. 140 nhân với 10 và chúng ta sẽ có kết quả bằng 1400. Đúng không nào? Vậy chúng ta còn cách cách làm nào khác không hả các con? À, chúng ta có thể vừa tách 20 hoặc là vừa tách 70, đúng nào? Chúng ta sẽ có 20 thì bằng 2 nhân 10. 70 thì bằng 7 nhân 10. À, sau đó chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta sẽ nhóm 2 nhân 7 nhân với 10 nhân 10 đúng không nào? 2 x 7 thì bằng 14, 10 x 10 thì bằng 100. Vậy 14 x 100 sẽ bằng 1.400. Các con lưu ý, với bài toán này các con có thể thực hiện nhiều cách dựa vào vận dụng các tính chất của phép nhân. Vậy bây giờ các con sẽ vận dụng và làm cho cô những yêu cầu còn lại các con nhé. Tiếp theo các con có 40 x 40 sẽ bằng 40 x 4 x 10. 40 x 4 bằng 160. 160 x 10 bằng 1600. 300 x 40 bằng 300 x 10 x 4. 300 x 10 thì bằng 3000. 3000 x 4 bằng 12000. 600 x 30 Các con sẽ bằng 600 x 10 x 3 600 x 10 bằng 6.000 6.000 x 3 bằng 18.000 Tiếp theo các con có 2.000 x 30 bằng 2.000 x 3 x 10 2.000 x 3 bằng 6.000 6.000 x 10 bằng 60.000 3000 nhân 60 bằng 3000 nhân 10 nhân 6. 3000 nhân 10 bằng 30000. 30000 nhân 6 bằng 180000. À, chúng ta còn rất nhiều cách làm khác để trình bày. Vậy thì các con sẽ cùng chia sẻ lại với các bạn của chúng mình cùng biết các con nhé. Bài tập số 4 là một bài toán giải toán. Các con sẽ cùng cô đọc đề như sau một cửa hàng xếp các cuốn sổ ghi chép vào trong các thùng. Mỗi thùng chứa được 1.000 cuốn sổ. Hỏi, 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép? Chúng ta sẽ cùng cô tóm tắt bài toán các con nhé. Chúng ta có một thùng thì chứa 1.000 cuốn sổ. Vậy 43 thùng thì chứa bao nhiêu cuốn sổ? À, để tìm được 40 thùng như vậy chứa tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép, các con sẽ làm phép tính gì? À, rất chính xác. Để tìm được 43 thùng chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép, các con sẽ làm phép tính nhân. Các con sẽ giải như sau. 43 thùng như vậy chứa được số cuốn sổ ghi chép là 1.000 x 43 bằng 43.000 cuốn sổ. Các con đáp số 43.000 cuốn sổ. Bài tập cuối cùng là trò chơi tính nhẩm. Các con sẽ thực hiện với các bạn của chúng mình. Các con sẽ lấy một số tự nhiên bất kỳ và các con sẽ đem nhân với 10, 100 và 1.000 và đố các bạn kết quả phép tính các con nhé. Ví dụ, các con có thể đố bạn phép tính 1.234 x 10 và các con sẽ cho các bạn Thời gian là 5 giây hoặc 10 giây để trả lời Sau đó bạn và các con sẽ đoán sẽ trả lời câu hỏi đó 1234 x 10 bằng 12.340 Hoặc các con có thể đối các bạn rất nhiều phép tính khác như 336 x 100 hay phép tính 2616 x 1000 À nếu các con biết kết quả các con sẽ nhanh chóng trả lời cho cô dưới phần comment các con nhé Vậy bài học ngày hôm nay các con sẽ ghi nhớ một khi nhân một số với 10, 100, 1000 vân vân. Các con chỉ việc viết thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó các con nhé. Vậy bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại tất cả các con vào những video tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.